Dạ thì hồi nãy cả nhà mình, hồi nãy là Hải đứng ở ngay góc này, Hải quay chia sẻ cho cả nhà mình muốn biết được là coi như là cái nơi yên nghỉ của em Diễm sau vài ngày nữa là sẽ là chỗ nào, là cái công tác chuẩn bị như sao. Thì Hải vừa mới đến đây thôi, vừa đến ngay chỗ này thôi, thì coi như là cái người em, cái người chị, tức là cái đó là chị của Diễm đó, là áo đen đó, là nói rằng là không muốn cho quay ghi hình nữa. Rồi xong cái là cự qua nói lại xong thì mình nói là không cho ghi hình thì thôi, không cần hỗ trợ giúp đỡ gì hết, đúng chưa cả nhà? Thì bây giờ mình phải ghi hình mới chia sẻ được cái hoàn cảnh thông tin đó lên thì mới có thể hỗ trợ mới giúp đỡ một phần nào đó chứ. Còn bây giờ không cho ghi hình thì thôi đi ra. Rồi xong lầu nó đẩy ra là cái gì mà hiểu lầm hiểu ơi, cái gì mà tiền này tiền kia, rồi anh hùng mạnh lấy tiền đó rồi bỏ đi, rồi không có trao tiền tùm lum la hết đủ thứ chứ. Mà trong khi đó là tất cả các anh em rất là đông ở đây đó, để ghi hình trực tiếp để chia sẻ lên. Rồi bây giờ thì sao đó, mọi thứ nó là gì đó, nó lộn xộn ngầu hết trơn á. Thì bây giờ mình sẽ chờ anh Hùng Mạnh về coi cái kết nó như thế nào, cả nhà mình nhớ đón xem nha. Dạ chú, cái này là cái phần quà của bên chú ở số điện thoại dấu tên là 024 là gửi cho gia đình mình. Con chào. Cảm ơn cái phần quà 024 cũng là cái sự giúp đỡ tôi. Dạ. Cảm ơn. Dạ, chào chú. Ở trên sao mình đưa để hàng xuống và mình quan tâm giáp dọc. Dạ. Chúng ta mình xanh đi xây lên. Dạ, chắc cái mộ bà nội ở đây cũng như vậy không? Mộ bà nội cũng đập đúng là. Dạ, con chào chú. Dạ, chào với chú. Chú là như thế nào cái giá gì? Này là chú ruột. Chú ruột của bé gì? Chú ruột của bé gì? Đây sao mà nhiều quá đây thì nó bị gì cánh đồng này là tháng này là phải nước ngập rồi, tới tháng 9, tháng 10 mấy nước mới có dừng. Là cái này là cái nơi mà yên nghỉ của anh Diệp cái này đó, cái nơi yên nghỉ cuối cùng của anh Diệp sẽ ở đây cả nhà. Ở dưới sẽ là lót bê tông rồi lót gì ở dưới. Còn bên hông bên này là coi như là cái mộ của bên mộ chứ. Em nói gì là không được. Anh ra ngoài ta rút tiền cho người kia kìa. Cái này là nói luôn nha, Hùng Mạnh đã đi rút tiền ở ngoài. Mà mấy em nói gì là không đúng. Chứ không phải là như vậy. Đây bây giờ là phải đi ra ngoài tiệm vàng á, là coi như rút đó là bị mất phí đó. Rút tiền không biết gì chứ không phải là chưa gì trơn mà em nói như vậy. Ý là em nói sao? Người mấy anh giúp đỡ em cũng rất là cảm ơn, nhưng mà em chưa gì trơn mà em đã suy nghĩ. Em nói điều đó là không đúng rồi. Ý là em có suy nghĩ vậy. Chứ sao nói vậy? Bây giờ là đang đi rút tiền ở ngoài kìa, đang mới rút ngoài kìa. Cũng đã nghĩ rồi nhưng mà quay cũng Nhưng mà em nói vậy là không được. Nguyện tiền bạc của mình cũng là rõ ràng. Ở đây tụi anh đến là do gia đình liên hệ với tụi anh để mà đến chia sẻ. Đây là gia đình cầu cứu. Chứ không phải là tụi anh tự đến. Có liên hệ có anh kia không ạ? Ở đây là không phải là tụi anh tự đến mà là gia đình sáng nhờ tụi anh đến. Hùng Mạnh đi rút 50 triệu nhưng mà ra ngân hàng Agribank thì khác ngân hàng ai cho mà rút. Mà ngồi rút mà mỗi một lần có 3 triệu à, chắc rút cái chiều quá. Có 2 triệu à. 2 triệu à. Nhưng mà chưa có xong đến trên rồi, em muốn gì là chết luôn rồi. Mà tiền bạc thì cũng từ. Bây giờ muốn lấy tiền rồi sao lấy được. Nhưng mà em nghe ai nói là như vậy? Ai à? Người nào nói vậy? Ý là đăng lên á, đăng lên. Người nào nói? Đăng lên là ai nói? Công ty đã chuyển vô và tài khoản anh Hùng Mạnh. Công ty đó là liên hệ đây bằng cách nào vậy? Công ty đó liên hệ bằng cách em bằng cách nào? Gọi cho em hay sao? Đăng lên cái nào? Đăng lên là anh là khác kênh hết trơn. Bây giờ mấy anh là chia sẻ thôi, nhưng mà bên kia nó chuyển tiền qua cho cái anh đó. Nhưng mà em thật sự em không biết anh đó là anh nào. Hỏi mấy anh thì mấy anh nói. Tại vì sáng nay là đi rút tiền với lại anh đó là anh nào tên gì? Cái người mà nói á là coi như là chuyển tiền rồi mà anh Hùng Mạnh không gửi tiền á là ai? Ý là không phải nói vậy, anh nghe thiệt không? Nói vậy hiểu không? Đây là ý là gì nè? Cũng như là chuyển tiền qua cho anh Hùng Mạnh, nhưng mà em hỏi anh Hùng Mạnh vòng vòng đây là không thấy mấy anh Hùng Mạnh. Bây giờ nói lại luôn là anh Hùng Mạnh hồi sáng nay á là đã thống kê lại đi rút là có bao nhiêu người á, là thống kê là hết rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa. Cái thứ hai nữa là coi như á là ở đây nó không có cái ATM mà cùng cái thẻ của ảnh. Nên nó đi rút
khác cái thẻ là không có rút được, phải chờ. Anh Hùng Mạnh ở đâu nha em hỏi. Nhưng mà nãy em nói sai rồi. Nãy em nói là vậy là sai rồi. Em nói vậy là quá bậy rồi. Em suy nghĩ như thế này nè. Tại vì là cái kênh á, ảnh đăng tiêu đề lên á là dạng như là thông báo với Mạnh Thường Quân là tài khoản đã vô tài khoản, tiền đã vô tài khoản ảnh rồi, nhưng mà ảnh chưa có trao. Cái khi nào mà ảnh nói là ảnh trao rồi thì nè, em nói là tiền của bé Diễm là bên công ty đã chuyển vô thẻ anh Hùng Mạnh rồi, nhưng mà không có thấy bên nhà chở anh Hùng Mạnh là cái đó là chưa có giao, chứ không phải là không trao. Không phải là em nói không trao, nhưng mà em chưa thấy anh đó ở đây, biết không? Nói nhỏ nghe, mình anh em quay như mà dạng như hạn chế thôi, không là vậy. Chứ không phải là quay ở đây dạng như là mình dạng nhiều quá, nó dạng như là bé đang gia đình đang buồn, hiểu không? Vấn đề anh hiểu không? Trời ơi, nói vậy thôi. Rồi bây giờ anh nói vậy thì thôi, tụi em không quay nữa. Vậy thôi tụi em không quay nữa. Không, mình nếu mà anh nói vậy thôi tụi em không quay nữa. Như vậy thôi. Cái như bé nói là bảo là công ty chuyển tiền cho anh Hùng Mạnh nhá. Thì là hỏi là cái công ty đó là cái công ty nào mà chuyển tiền cho anh Hùng Mạnh? Vì anh Hùng Mạnh không có liên quan gì đến cái số tiền của công ty nào hết. Mà bọn anh đến đây ghi hình chia sẻ cái hoàn cảnh của bé Diễm là đúng thực sự là rất đau lòng cho tất cả quý cô chú anh chị. Được biết là như vậy thì có những Mạnh Thường Quân đó, họ bớt ra ví dụ như là 5.000, 10.000. Đấy, giờ cái danh sách của anh Hùng Mạnh á, là đã lên tới hơn 300 người, mà mỗi người á, chỉ có, ví dụ như là nhiều á, thì được 1 triệu, còn 50, 15 ngàn cũng có, em hiểu không? Nên là ví dụ mình đừng có nói là cái số tiền của cái công ty nào hết, mà tội cho anh á. Thì hiện tại cả nhà mình cũng đã xem và cũng đã biết được cái nội dung. Mình nuôi anh em đến cái ghi hình chia sẻ, nhưng mà không hiểu cái do tại sao không biết em cái em gái này nghe thông tin từ đâu, và từ một cái công ty nào đó mà nói rằng là của anh Hùng Mạnh, như là không trao tiền không gì đó, rồi không thấy đâu hết, thì điều đó nó quá là vô lý. Bây giờ là trong video đã có ghi rồi, và coi như là mọi thứ chuẩn bị coi như là ở dưới quê thì không có cái ATM nữa, nên nó coi như rằng là phải đi ra khác cái ngân hàng để rút, mà đâu phải rút được đâu, nhiều khi ngân hàng lại không rút được nữa đó, thì bắt buộc là phải đi đến thẻ bằng ở bên tiệm vàng để quy đổi ra, thì quy đổi ra vậy thì bị mất phí nữa cả nhà đó. Danh sách thì đã có rồi chứ không phải là không có đâu, mà thì đang đi rút chị. Em là cái người ngồi coi nè, là 300 người mà bây giờ cuối cùng vậy á, thì chưa làm xong hết trơn mà nói vậy thôi, thua rồi. Quá chật bậy, quá bậy rồi. Chị gái, chị hay theo Diễm không? Bé ngoài kia kìa. Chị hai luôn. Ở đây người ta Mạnh Thường Quân người ta chuyển tiền vô cho kênh, chưa đi rút, giờ đang đi rút ở ngoài, mà nó nói là ăn chặn rút cái tiền. Không phải là bảo là cái như Mạnh Thường Quân, mà bảo là công ty chuyển tiền anh Mạnh mấy chục triệu, mà coi như không thấy anh Mạnh ở đâu à, thì coi như ở anh Mạnh không có liên quan gì đến cái công ty nào nhỏ nào đúng con đâu nhỏ ở đây kìa. Nhỏ đúng cơm đó, đâu phải chị hai triệu đâu, chị hai triệu nó trong đây, con nó trong đây mà. Tao con nhỏ áo đen đó, sao con kẹo đang hơi bị trục trặc cái xíu nha quý vị. Cái thông tin này á, là coi như là Hải không phải là Hải binh cho anh em làm thiện nguyện gì hết, nhưng mà cái nói về cái anh Hùng Mạnh là điều đó là không đúng. Tại vì á, là hồi sáng nay anh em ngồi uống cà phê, chính em là cái người ghi cái danh sách ra là có hơn khoảng 300 người mà mới ghi được có 150 thôi, là bắt đầu là nhiều quá mà sợ rằng gia đình lo lắng nên là phải chạy ra đi ngân hàng đi rút. Nhưng mà ngân hàng cái này là trái cái ngân hàng, nó không có đúng với cái ngân hàng trong cái thẻ của ảnh, nên coi như á, là phải đi một ngân hàng khác mà phải đứng đợi chờ, chứ không phải là ôm cái tiền thiện nguyện của mọi người xong rồi lại đi bỏ đi đâu. Nói cũng biết, tôi đâu có nghe nói gì đâu.
Con bé trên cái nó nói vậy. Anh Hùng Mạnh mà em không biết anh Hùng Mạnh là anh nào. Nhưng mà chị là nghe cái công ty nào thì chị có thể là nói rõ cái công ty đó. Công ty nào? Chị nói chị. Ở đây là hồi sáng là em rồi, bây giờ đi danh sách ra ba mặt một lời đi, mình nói. Phải nói rõ. Bây giờ phải nói rõ, bây giờ anh em đã quay la lên rất là nhiều, cô chú anh chị biết là ảnh hưởng đến cái danh tiếng người ta nữa. Là ảnh đang đi sao kê để mà rút tiền gửi cho gia đình mình, nhưng mà cái công ty đó là gửi bao nhiêu, là gửi vào lúc nào? À, chuyện như thế nào chị phải nói rõ chứ, bây giờ anh em YouTube rất là nhiều mà chị nói như vậy thì ảnh hưởng tới má anh em tụi em. Kêu con Diễm ra chết. Ai là người nói? Ai là người nói đâu? Ai là người nói? Thì rồi ai là người nói? Ai là người đưa đây hết. Nói chung là anh em đến đây là cũng vì gia đình gọi điện đến, anh em đến để chia sẻ. Từ sáng giờ là ảnh ghi danh sách, người ta ủng hộ 5.000, 10.000, 20.000. Em không có nói gì đó, em nói là bên mình giúp là bên em rất cảm ơn. Nhưng mà em hỏi, nãy em có hỏi. Hồi nãy em nói khác rồi, trong video có, trong đây, nãy em nói khác chứ không phải nói như bây giờ. Em nói sao? Bây giờ trong cái công ty chuyển cho anh Hùng Mạnh mấy chục triệu rồi. Không có mấy chục triệu, nói 5 triệu, mà không biết anh Hùng Mạnh là anh nào, em nói vậy. Em nói hồi nãy là anh Hùng Mạnh công ty gửi tiền mà anh trốn là mất tiêu rồi. Không có. Em có nói trốn. Trong video live của anh Minh Tân có nè. Nói ra công ty gửi tiền 5 triệu. Em YouTube của tụi mà không biết cả anh Hùng Mạnh anh nói em nè, cái đám mình là em của em là chưa có chôn ha. Đã chôn xong người ta mới tổng kết là người ta sẽ trao tiền, nhưng mà em nói điều này là mất lòng tin hết trơn rồi. Tài xế trên đây Mạnh Hùng Quân người ta đầu kêu rút hết trơn đi, đừng có cho nữa. Em nói vậy thì coi cho tự nhiên nghe rụng rồi luôn. Trong khi đó hồi sáng giờ là mấy anh em ghi danh sách để mà thống kê ra là anh Mạnh là anh giờ hiện tại anh đi kiếm cái cây rút tiền để mà anh rút tiền. Nhưng mà khi mà tụi chị vô trong này là nghe là một cái tin là cái công ty nào đó chuyển cho Hùng Mạnh mà trốn mất tiêu thì em nói gì không có nói trốn mất tiêu. Chị bắt lại đi, có bắt lại, nếu có em có nói gì em chịu thật sự. Em nói là công ty có chuyển 5 triệu mà không biết em về thấy anh Hùng Mạnh là anh bên nào em không biết, tại nhiều đội quá em không biết. Giống như mà sau cái tang lễ mà tụi chị đi, hoặc là một cá nhân nào, anh em YouTube nào mà chưa có chuyển cho mình á, thì khi đó mình có thể mình lên tiếng được. Còn đường này là tại vì tang của em đó chị. Ý là em hỏi mấy anh đó là có bên đội anh Hùng Mạnh không? Em hỏi anh Hùng Mạnh là anh nào? Mấy anh nữa là không biết. Em mới nói là sáng bên công ty á, nó có gửi qua bài viết là chuyển cho anh đó 5 triệu mà không biết bên đội anh có anh nào là... Cái đó là đúng chính xác không? Hay là bị người ta gạt, người ta muốn vu cáo? Có chụp lên đăng lên bài đó. Bài đâu? Bài chỗ nào em? Cho anh chị xem được không? Cho anh chị xem thông tin đó được không? Tại vì hiện tại bây giờ là người ta Mạnh Thường Quân á, nhiều khi người ta xin cái thông tin người ta kêu là chuyển bao nhiêu tiền đó, nhưng mà chưa chắc người ta đã chuyển vào tài khoản của. Đúng rồi. Cá nhân nào? Nó là có một bài post ở trên mạng, bài post đó là bài post nào? Cho xin cái công ty mà đã nói là chuyển. Thôi vậy lù bù lắm, nó công mệt đó quá trời, đây dẹp luôn đi. Mình làm rõ. Nhưng mà bây giờ là anh em YouTube đặt bây giờ anh em YouTube là phát tán lên rồi. Ui, mất uy tín của anh em là nguyện anh hiểu vấn đề đó không? Không có nghĩa là người ta có thể người ta chưa có tới hay là như thế nào. Tuy là nhiều khi làm chung với con em ở là con em bạn của con em gái bị mất. Không phải là nói là như thế nào. Mấy người em điện anh Mạnh thử ông đi rút tiền. Để anh Mạnh vô đi. Nó đứng nãy sự anh là biết tiền gì kêu vô Hùng Mạnh nói chuyện rõ ràng đi rồi xong rồi. Nhưng mà ở người nhà mình nói như vậy thì còn người ta tụi em quá rồi. Đúng rồi, anh hỏi cũng không quen biết gì nhau nên là mình hỏi tên mình biết thôi. Mình chưa xác thực cái thông tin như thế nào mình lại nói như vậy. Cái công ty đó đi bạn. Làm ảnh hưởng tới tất cả những anh em đúng không? Anh em đã phát tán lên nhưng mà mình nói vậy thì ảnh hưởng. Dạ đúng rồi đó mọi người, chưa chơi mà chưa có chôn chơi mà nói Hùng Mạnh vậy thì mình thấy anh em cũng làm chung, cũng mình thấy mình cũng buồn ha. Giao ơi, tại vì chưa có gì chơi mà thấy anh bé này nói chuyện anh như cũng như là có chuyện rồi. Tiền nhá. Đi nhanh đi. Có nghĩa là người nhà của bé Diễm á là nói là có một cái công ty nào đó
có chuyển cho anh Mạnh mấy triệu nhưng mà anh Mạnh đi mất tiêu không có thấy không có thấy về đây, thì bây giờ anh Mạnh mình rút tiền xong chưa thì mình có thể quay lại nhà của bí Diễm đi anh để mà giải quyết đi, tại vì có rất nhiều anh em rồi chạy về nhanh đi. Như gì thì cô chú chị thấy không? Tại vì hôm qua là đưa thi thể của em Diễm về thì đã khuya rồi, và cha mẹ của em Diễm thì cũng đã quá là mệt rồi, cho nên là không có thể nói chuyện về chuyện tiền bạc ra được. Thì sáng hôm nay mấy em mới là ra ngoài quán để mà kê. Đây này cái danh sách đây nè, đưa. Đây cái danh sách nè. Giống như là mỗi em xin phép. Rồi. Giống như là mỗi kênh nó sẽ có một những cô chú chuyển tiền vào riêng, thì ví dụ như đây ở kênh của con đi, thì từ ngày hôm qua tới giờ á thì cô chú chuyển bao nhiêu á thì con đều ghi danh sách đi hết, nhưng mà hiện tại á vẫn còn những cô chú chuyển nữa thì con cái nắm tay của em chưa có diễn ra xong thì con cũng chưa có tiện mà trao tiền cho em. Đó là ví dụ đây là một cá nhân của tụi con nè. Còn riêng anh Hùng Mạnh thì từ sáng giờ là anh đi ngân hàng để anh rút tiền, nhưng mà khi tụi con bước chân vô đây mà nghe người nhà mình nói là có một cái công ty nào đó phải chuyển cho anh Hùng Mạnh, nhưng mà ôm số tiền đó đi đâu mất rồi, thì nói chung là rất là ảnh hưởng tới danh tiếng của anh em làm YouTube ở đây luôn á. Nhưng mà đâu hồi sáng giờ thì có rất nhiều kênh, thì những cái đoạn clip đó quay lên đã phát tán lên mạng rồi, thì cái danh tiếng của ví dụ như kênh tụi con đây hoặc tất cả các anh em ở đây á thì tụi con đâu có lấy lại danh tiếng được. Trong khi đó là tụi con phải lặn lội từ xa mà ghi những cô chú chị người ta ủng hộ 150, tụi con cũng lặn lội ghi vô, trong đó tụi con không ăn có 1.000 nào luôn, mà người nhà mình lại nói gì thiệt à, con cũng không biết làm sao luôn á. Nói thật với tất cả các chú các bác với những các kênh YouTube như thế này này, cái khi mà những Mạnh Thường Quân họ gửi tiền đó, kể cả có nói là 15.000 thì cũng phải ghi vô sổ. Bọn con phải coi như nằm võng ăn mì tôm không có rau luôn đấy, để mà coi như ghi hình giúp đỡ cho gia đình. Mà đúng thực sự mà như vậy á thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự mà làm thiện nguyện, vì cái gia đình nhà mình hiện tại bây giờ là rất cần cái sự giúp đỡ của cộng đồng đó. Không phải là ở gia đình mình là nổi tiếng hay như thế nào để mà coi như ở YouTube bu lại đây để mà quay, mà YouTube đến đây một người giúp 1.000, 10 người sẽ giúp được 10.000 để giúp gia đình. Chú hiểu không ạ? Nhưng mà bây giờ giống như là chị đó đã nói chuyện lên những cái lời đó để mà những anh em YouTube khác mà phát tán ghi hình lên rồi, thì bây giờ như danh tiếng của tụi con thì tụi con lấy lại bằng cách nào? Trong khi đó mà tụi con có nhiều khi nhìn đối nhìn khác ở ngoài kia, để mà khi mà cô chú chị gửi những cái số tiền về, gửi những cái số tiền về tụi con tổng kết lại mà chưa có kịp trao cho gia đình mình á, mà người nhà của mình lại đối xử tụi con như vậy. Sau đó rồi mình xin tại vì nói chung là rất cảm ơn anh em ở đưa tin, mà vấn đề cái này á mình coi trong gia đình á, là ví dụ người ngoài thì cũng có một vấn đề thôi, mình cũng cái này để coi cái liên tiếp là có ai nói. Này là tôi đây là cũng là cũng cảm ơn em đưa tin này kia đình, là cũng rất cực khổ. Nói nãy cháu tôi nó có phát biểu chị, tôi xin cô chú cũng thông cảm cho nó đi, bởi vì em nó là đã mất rồi, cũng rối trí hết gì, nó có nói là tái trả dạng là không đúng, cho tôi xin hết đi, tôi chịu hết. Dạ thì như vài chút rồi giờ bọn con chỉ mong muốn rằng em nói muốn nói là em nó nghe cái thông tin mà anh Hùng Mạnh nhận tiền của công ty mấy chục triệu là ai nói cho em mới biết đó, là coi như cũng muốn là coi như cho cộng đồng biết được là với cái số tiền mà những kênh anh em á đã coi như gom góp lại để giúp cho gia đình là không có một cái công ty nào hết, mà cả mấy trăm người gộp lại, người 5.000 10.000 để gộp lại để giúp gia đình. Giống như mà cuối cái tang lễ của em á, mà những anh em YouTube á, mà không có đưa công khai không số tiền lên á, thì gia đình của mình có thể nói, nhưng mà đường này thì bé Diễm nó mới có về thôi, thì cũng chưa có đâu vào đâu hết. Thì tụi con cũng muốn là trong ngày hôm nay hoặc là sau tang lễ của em, tụi con sẽ tổng kết lại hết, tại vì hiện tại cũng còn rất là nhiều cô chú chuyển vào tài khoản đó, cho nên là chưa có tiện mà mình công khai để mình đưa ra hết. Nhưng mà khi vô trong đây mà nghe người nhà mình nói những lời như vậy á,
thì tụi con cũng cũng rất là không không biết nói làm sao luôn á. Thôi thì bây giờ đây là tôi của chú thì đây cái nhận cái lỗi đó thì con cháu tôi nó cũng là cái trí óc không ấy gì tôi. Nói chung là ở đây không phải là lỗi phải gì hết trơn á, là tụi con là cần là cái sự minh bạch thôi. Đó thì nếu mà cái cháu đồng. Cái chị đó là chị của em Diễm á, mà nghe cái thông tin đó ở đâu thì cứ là nếu mà đúng thì sai gì đó thì cứ trình bày để cho ông bà cho cái cộng đồng mạng người ta sẽ hiểu rõ cái vấn đề này hơn, và nhiều khi là người ta sẽ hiểu là em trong cái quá trình là tang lễ vậy bối rối gì em có điều những điều sơ sót thì mong quý bà thông cảm. Thì phải là nếu mà em hả em nó đã chính miệng nói ra thì bây giờ là phải là chính em là phải là người tháo cái gút nó ra. Nhưng mà đúng. Phải chờ anh Mạnh thì anh Mạnh sẽ về đây rồi như lại chị của cái Diễm á sẽ nói rõ hơn để cho cô chú ông bà trên cộng đồng mạng được biết. Nhiều khi nói chị một bên thì sẽ làm ảnh hưởng tới tất cả các em YouTube của tụi con, không riêng gì cá nhân của một ai hết. Chính con là sáng là người ghi cái danh sách của anh Mạnh nè, ghi hơn một tiếng đồng hồ, gần 300 người mà mới được có một nửa danh sách thôi đúng không? Đó, tụi con vẫn ngồi mình kê khai ra hết chứ không có ăn 1.000 nào của cô chú trên cộng đồng mạng chuyển về tài khoản của con hết. Có người chuyển 14.000 hà 2 ly cà phê cũng có nữa. Cái này cũng là cách mấy anh em khổ cũng có cảm ơn. Được đồng mạng anh em đưa tin giúp đỡ gia đình thì cũng có cảm ơn nhiều. Tại vì nói chung là thấy sớm biển thấy múc hoàn cảnh nó khổ và con cháu nó bị gì đó. Cũng rất là chia sẻ mà gặp anh em đây cũng có cảm ơn rất nhiều. Dạ thì như thế này nè, thì cái chuyện mà tiền bạc thì ta để sau đi. Đến để cho anh Hùng Mạnh về. Thì chúng ta sẽ gặp chị Hai để mà làm cho nó rõ ràng. Vì nói gọi là cái như công ty chuyển tiền cho anh Mạnh là đúng thật sự là bọn con rất bức xúc cái chỗ đó, đúng thật sự luôn. Đấy, vì không có một cái công ty nào hết mà. Chỉ có cá nhân thôi, đó. Từng người thôi chú. Thì mong muốn là em nghe cái thông tin nó ở đâu, mong là em mới đính chính lại để cho những anh em đi làm thiện nguyện công tác nó tốt hơn. Không phải là giúp đỡ một mình gia đình của mình mà đang còn phải giúp đỡ rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn nữa. Thì